nói thiếu tiếp trời. Ủa Phương hả? Ồ Phương nè. Ai hả? Phương A7 đúng không? Vinh hả? Tối Vinh hả? Giờ nhìn ra dưới mày. Để gâu vậy đi học chưa tao nãy. Hồi lúc mà học xong tụi tao cũng kiếm mày nhiều lắm á mà không thấy. Sao hả? Kiếm đập mày á. Ôi mày đó mày làm sao đỏ mày đưa tụi tao lên phòng như này biết bao nhiêu lần. Chuyện cũ rồi bỏ qua. Biết mày. Thôi mà tự nhiên biết anh em đâu mà. Ở xì ke nè. Sao mày biết? Bánh tráng xì ke này ai mà không biết không nổi. Trời ơi nó quảng cáo trên mạng đầy á, mấy em bán rồi ngồi phơi ăn dính lắm á. Ở cho tôi bịt đó. Chỗ tao giao tôi của người ta mà cái gì? Ôi xin bịt thôi. Của người ta. Tôi giao cho người ta. Uống ra gì thiệt luôn á. Trời ơi mấy bánh tráng xì ke này ăn dính lắm. Mày đi về đi, mày đi về đi, bữa nào tao lên nhà mày sao? Ủa gì có lên nhà? Trời ơi, mà đám cưới hay gì 30 năm chưa gặp nữa, giờ tự nhiên mới gặp lại rồi lên nhà. Ở cho bịt đi mà. Rồi đừng đây mày làm gì vậy? Thôi là trời ơi, ăn miếng đi trời. Bánh tráng có bịch đường vàng nữa hả? Ăn gì lạ vậy trời. Mày, tao theo dõi tụi bay mấy ngày nay. Ôi mà bánh tráng xì ke bình thường mà. Xì ke bình thường là gì? Ra chung cũng báo được. Ô thằng Vinh xóm mình mà. Đù, anh nhìn mấy xì ke bị công an bắt luôn kìa. Ôi anh Vinh về. Ôi rồi sao bị bắt luôn đi nhờ? Trời đất ơi, cái thay nó cỡ đó đó mà chiếc xì ke tôi nghĩ là nó hạp hút nha mấy bà. Ôi sạp gì bà ơi, mấy đứa nó bán là nó không có chơi. Mà cái ngữ đó đó nó mới bất nhân đó bà. Chừng nữa con mình mà lớn nha mà có nghiện là do mấy đứa đó nó dụ chứ không có phải là tụi nó hút đâu. Trời ơi, quá đi. Mẹ, cái xóm mày tệ nạn thế. Thôi đừng nhắc đến chuyện xì ke xì kiếc gì nữa. Hôm qua mới nằm mơ con chó. Chơi gì? Chơi đây nó nè. Chú Tý, dân liều về chú Tý. Ủa sao qua anh mới đi tù mà em nán được gì sống quá vậy đại ca? Mày không biết gì hết, nhiều khi bắt lên thì phát hiện ra hiểu lầm rồi thả về. Đúng. Chứ sao chứ đi dân xịn gì mà thiếu nợ bị gói 14 ngàn. Thôi đừng giỡn nha, hôm qua vô là vừa mới vô thôi là được ngồi mâm trên rồi đó. Thôi ôi bộ quen hay gì mà được lên mâm trên ngồi. Lên bới cơm cho mấy anh lớn. Ôi ôi tụi bay tưởng bới cơm cho mấy anh lớn là dễ lắm hả? Dưới vài người thôi nhưng mà trên vạn người. Trời đừng có giỡn. Mà mới đi hôm qua mà tội nó đi lâu lắm á. Mà sao hôm nay ra rồi? Thì cũng mấy lớn ở trọng đó. Thế anh ngoài quá sợ có ngày anh chiếm ngôi ở trong đó cho nên kiếm cách anh đẩy anh ra. Ủa mà sợ anh chiếm ngôi thì mắc gì kêu anh lên bới cơm? Ừ sợ là sợ từ cái lúc anh bới cơm. Má anh bới cái động tác của anh thôi là mấy ông sợ rồi. Bới cho anh chén cơm. Anh muốn ăn cơm hả? Em xúc anh nha. Đúng. Em múc anh nha. Ghê với bộ xong rồi. Vô đó là rén anh liền. Cái anh mà lớn nhất là mặt xanh nhất. Mấy lớn dù sợ anh thì đẩy qua phòng khác thôi chứ mất mới gì đẩy ở đây. Còn mấy cán bộ nó gì có súng á. Ờ đúng rồi. Má cán bộ có súng hả? Anh có cái khác. Cước vô ảnh cước. Má đẩy cái muỗng vô đây. Trưởng em. Súng đạn á. Trời ơi đạn, anh biết đánh bóng bàn không? Biết. Cái muỗng ở trọng anh phát. Né được hết. Má giật như là đã lắm. Trời ơi. Ủa nè, thấy cái sẹo nào phải không? Không, sẹo này là phỏng. À phỏng cái vụ đó luôn á. Phỏng cái vụ đó luôn. À, lúc đầu á băng súng lục anh đỡ hết. Chuyển qua tiểu liên. Chịu không có nổi. Đỡ như vậy là sẽ có lúc mình sẽ bị trọng thương. Cái muỗng là anh để ở đây nè. Anh tùy cái người lại để cho mà đạn nó bay mạnh quá anh không có bị văng ra làm sao. Em biết trong phim không? Có coi phim mà cái cảnh mà nó làm chậm á. Có. Là y như vậy luôn á. Là kinh. 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 Ú, máy bay mà nó tỉa xuống, để lên trời là kinh. Kinh. À, thiệt sự. Là xong mấy cái pha đó là mấy ảnh nói
thoát. Tuy là nó thoát nhưng mà dù sao thì nó... Cảm ơn chú. Tuy là thằng này nó thoát nhưng mà thằng này nó gọi là có đóng góp cho xã hội. Tại vì chơi với anh em xã hội chơi nét quá, không có nguy hiểm đến đến xã hội quá nhiều, chỉ là giang hồ thôi. Cho nên được gọi là theo diện, theo dõi ân xá. Đại ca, cho em theo anh với. Tao tới trước à, tao vẫn là đại ca của tụi bay à. Cái gì, trong đám này là thằng này lớn nhất hả? Em. Bây giờ kể từ giờ trở đi là Thái sẽ đứng nhì. Đó, thay mặt anh quản lý mấy đứa này, tại nhiều đứa quá anh sợ anh nhức đầu. Ờ, để em, được. Nhưng mà đứng nhì nó có cái uy và cái công việc của đứa đứng nhì. Công việc gì đại ca? Đứng nhì thì phải chơi sao cho nó ra nét. Mà cái nét bây giờ là cái nét mà anh còn đang nợ 14.000 của ba mày tiền mì gói nè. Thì không biết là em có lo được cho anh ra nét hay không. Trời, để em đi ca. Để 14.000 em lo cho anh được. Vậy à, mới ra nét. 2.000 hả? Không có. Cho 2.000 thôi, còn thiếu. Không có. 2.000 thôi. Em có 2.000 nè. Đó, mày là người đứng thứ ba trong nhóm nha. Dạ. 2.000 lấy vậy? Lên vậy vậy? Đáng chịu. Đại ca, ở trong giang hồ á, cái tên mà giang hồ của đại ca là gì? Anh không có tự đặt. Anh sống là người ta đặt cho anh không à. Thì từ ở trong cái tù đó mà đi ra ngoài á, là anh lớn đặt cho anh là anh Vinh Muộn. Vinh Muộn. Kể từ giờ trở đi nha, đi ra ngoài đường đụng chuyện nói tên Vinh Muộn ra cho tao. Trời, đâu có. Cần không có cần. Cần như. Thôi tự nhiên nói tên ra rồi. Cái chuyện gì mình cũng phải gì mình từ từ giải quyết. Đụng chuyện về nói với anh. Anh kiếm người đó nói chuyện. Hoặc là có thể là nói với cấp trên, nói với đại ca của nó, về xử nó, dạy nó. Hiểu không? À. Chứ ra đời nhiều cái nó bất chấp vũ. Nó chơi lén mình sao? Nó biết danh mình, nó chơi lén mình sao? Rồi nè, tụi bay nè. Từ giờ với đời sau là luật là theo đại ca nha. Đúng rồi, bây giờ ra luật nè. Tụi mày sai với xã hội. Anh Vinh bảo vệ mày. Mày sai với anh Vinh. Mày mất hết. Ngầu quá, ngầu quá. Má ơi, chân lý của em. Kêu một tiếng đại ca. Đại ca. Đại em nè. Thôi từ giờ em Vinh muộn nha. Đại ca. Ừ. Đại ca. Rồi kể chuyện nha. Kể gì nè, em nói nè. Hồi sáng mới ký đồng kia. Má nó bu lâu lắm luôn á. Ai 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 gì mày? Nè, nó đang ngồi em lại cốc đầu nó một cái. Gì vậy? Trời, xong em hỏi nó, nè mày biết đại ca tao là ai không? Cái nó kêu là... Có biết anh không? Nó biết anh không? Biết chứ không biết, nó còn đẩy anh nữa là khác. Xong nó nói là, dạ em biết là anh Vinh. Em tức anh. Sao mà tức? Cốc đầu cái nữa nè. Bắt lên một cái. Đúng ra em hỏi nó là biết đại ca tao là ai không? Nó phải nói là dạ biết là anh Vinh Muộn. Tự nhiên anh Vinh, Vinh là chó nào? Cho nên em ghét. Một cái má nữa. Bây giờ đại ca chỉ cần ok đi. Không, được. Cái chuyện này là chuyện của mình, chuyện nhỏ thôi. Anh muốn là bây giờ anh phải nói chuyện với đại ca nó, về dạy lại nó. Từ từ đi. Để người lớn nói chuyện đúng không? Đúng. Mày nói với đại ca mày, chiều nay tao với đại ca tao xuống. Ừ, nè, xuống nói chuyện phải quý với đại ca mày. Ừ, nè, tao nói mày nghe nè, không tới là con chó. Nha, con chó. Rồi nhóc này, nó em phải dạy nó, đại ca biết không? Hẹn không à. Không có năm lịch của anh mà hẹn không à. Chứ lịch gì nữa. Chiều nay anh đi ăn đám cưới rồi. Cố của anh đám cưới. Nó cưới mới ra khám rồi mà nó cưới liền luôn. Quen nhỏ kia trong tù. Nhưng nó dễ vậy ta. Rồi hẹn lại đi. Nói một bữa nào đó đẹp trời hôm qua nói chuyện sao. Nè, bây giờ đại ca tao nói, mày với đại ca mày thích cái chó gì, bước qua nhà tao, đại ca tao ngồi đây chờ. Chờ. Ok, qua liền, bao nhiêu số, tiếp bao nhiêu số. Ok. Nè, tao nói mày nè. Đấm vô mặt chết mày nó luôn. Ok. Nè, mày với đại ca mày hôm qua là con chó nghe. Rồi. Múc nữa đại ca. Chứ nhiều muốn vậy?
nó cái muỗng trong tù là cái muỗng khác, cái muỗng này muỗng khác. Với lại mấy anh đứng đối diện mình, mấy anh bắn á là cái muỗng nó đỡ một hướng thôi. Ê, đứng xung quanh nó xả là sao? Thì cầm 4 cây. Tụi bay làm gì? Cất vô đi. Mình qua đây mình nói chuyện đàng hoàng mà, chứ đâu phải chém lộn đâu. Đúng rồi, cất vô đi. Qua đây nói chuyện đàng hoàng mà, xè xè muỗng ra. Ở đây không cần tụi bay nữa. Tụi bay ra ngoài xa xa đợi tao. Đi uống cà phê ngoài đầu hẻm đi. Đi ra chỗ chỗ bà bán chổi đâu phải đi. Gần gần thôi, đừng có đi xa quá. Có gì kêu em tiếng nha. Có gì anh ra anh bà tăng cho, anh sợ mày đi xa quá mày bị úp không? Anh Vinh. Hồi nãy em ngầu là ngầu với đàn em của em thôi, chứ em có ngầu với anh Vinh. Anh Vinh đừng có để bụng mà giận em nha anh Vinh. À, giận gì đâu. Dạ. Không giận gì ha. À, em cảm ơn anh Vinh. Anh Vinh, anh Vinh. Em nghe nói anh Vinh vô tù ra tù như cơm bữa luôn phải không anh Vinh? Thật ra là vậy nè. Dạ. Cái chuyện giờ tù ra khám nó cũng không có đẹp đẽ gì, nên anh cũng không muốn nhắc lại làm chi. Dạ anh biết rồi, dạ dạ. Dạ dạ. Anh Vinh, anh giúp bằng anh em vượt ngục được không anh Vinh? Đi tù hả? Dạ, anh mới đi tù. Thì ra vào tù ra khám thì đối với anh là như cơm bữa. Nhưng mà vấn đề là anh mới ra tù đây. Khi mà anh vừa mới ra rồi anh vô lại liền á, thì mấy anh sẽ đặt trong đầu một cái suy nghĩ là lý do thằng này vô trong đây lại để làm gì. Đó. Anh tuy là một giang hồ chơi nét, giang hồ rất là có lương tâm, anh nghĩ cho tất cả mọi người. Anh nghĩ cho bạn bè, anh nghĩ cho đàn em, nghĩ cho xã hội, nghĩ cho phụ huynh, thậm chí anh nghĩ cho mấy ảnh. Là một khi mà bắt anh là rất là khó khăn. Nên anh muốn mà vô trọng một cái là mấy anh phải dành thời gian ra để truy lùng anh, thì mấy anh bỏ lỡ các vụ án trọng điểm. Anh hiểu không? Dạ. Anh Vinh, em chỉ có một ông anh đó là người thân duy nhất thôi anh Vinh. Mà bây giờ em dùng vũ lực, em nhờ anh Vinh giúp, sau lưng em cũng chỉ có 20-30 thằng đàn em. Nó mà xả anh thì chắc chắn là cũng không lại. Tình cảm anh em mình bấy lâu nay nó cũng đi xuống anh Vinh. Nên em muốn nhờ anh Vinh. Có... Bây giờ vậy nè, cái chuyện mà giúp anh của em mà vượt ngục á, thì anh sẽ cân nhắc cái thời điểm thích hợp. Dạ. À, để khi mà anh vô á, không có bị nghi ngờ theo dõi á, thì anh dắt ra một lần 2-3 anh luôn, trong đó có thằng anh cũng may, gọi là ký gửi, hiểu không? Dạ dạ. Từ đây về sau, đàn em của anh Vinh cũng là đàn em của tao, mà đàn em của tao cũng là đàn em của anh Vinh, mà đàn anh của tao cũng vậy. Đó, đúng không anh Vinh? Uy lên, để đàn em nó nãy. Nghe không? Mình mà ngang hàng mà. Với lại sau việc này thì Bun cũng sẽ lấy một cái biệt danh mới để liên kết hai cái băng nhóm của mình lại với nhau. Là anh Bun đổ. Rồi anh trai. Có đổ là có muỗng. Xúc là gấp. Dạ. Không phải không? Em múc của anh là em múc của em. Sau này có chuyện gì nói anh một tiếng, anh kêu em múc qua, ok. Nói nó kêu đầy đủ rồi, nó Vinh Vinh. À, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Dạ, dạ, dạ. Chào anh Vinh, về nha. Dạ, dạ, dạ. Về nha. Dạ, dạ, dạ. Đại ca, đúng đại ca luôn á. Điều á thì đưa một tí tụi tôi bảo kê cho, còn không biết điều á thì như bịch đậu phộng này nè. Cứng vậy rồi cam đi đây. Thấy không, có tiền cái nó trơn liền. Đếm nhiều ạ? 20,000. Rồi để tao ghi vô tiền rác. Ê gì đại ca? Ủa
Nè, đâu ra rồi? Thì thu tiền bảo kê. Ừ? Làm vậy với bà con là thất đức lắm á. Thất đức cái gì? Em lấy danh tiếng của đại ca ra, em bảo vệ cho người ta. Thay vì người ta bây giờ phải mướn bảo vệ thì em bảo vệ cho người ta. Đó, không hại ai hết. Không hại ai là cũng được. Dạ. Nhưng mà nhớ nha, những ai mà đưa tiền cho mình thì sau này người ta có gặp chuyện gì mình cũng phải giúp đỡ người ta. Như vậy mới gọi là sống nghĩa hiệp, nghĩa khí, hào hùng, giang hồ. Dạ, dạ. Trời, đại ca khỏi phải đi luôn. Em có chiêu là người ta nhìn vô người ta phải đưa tiền. Hay vậy? Vô cái em kìa. Ồ, giống tiền điếu quá mày. Giống tiền điếu quá vậy. Giỡn á, giỡn á. Rồi mốt bỏ mấy cái viền vàng vàng nó đi. Để tôi lấy ra. Dạ. Ra. Cho tôi xin tiền rác tháng này. Gì? Bà là cái thớ gì mà bà đòi xin lấy tiền đại ca tôi? Bà bảo vệ không được ngày nào không? Biết. Ờ vậy thôi, mai mốt tôi không tới lấy rác nữa. Biết điều á. Ủa rồi, rồi ví dụ mai mốt ai dục rác cho tao? Thì ai hả? Ờ cái này đóng tiền là bà dục dùm mà. Ờ ha. Ờ đi, xin lỗi bà đi, xin lỗi bà dùm cái đi. Ờ, má 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 ơi. Má. Ừ. Dặn cô mốt đi thu tiền rác đừng có bận quần xanh nha. Sợ lắm. Chủ quán rồi. Chủ quán. Gì vậy? Kiếm gì vậy? Mới sang quán hả anh trai? Ừ đúng rồi. Có cần bảo kê không? Bảo vệ. Bảo vệ hay bảo kê? Bảo vệ hưu tiền để an ninh xã hội á mà. Dạ. Ờ có. Thôi vô ăn gì đi rồi đưa tiền luôn nè. Nhìn vậy chứ nhót. Ờ yếu. Đúng là đại ca luôn. Mặc đồ đỏ đẹp á. Chắc mới ra chương. Thôi tôi cũng kêu đi. Cũng kêu luôn. Giao giá trụng. Làm vô bảo kê một cái. Đâu? Thu tiền gì vậy? Bảo thu tiền bảo kê đúng không? Ô bảo kê làm gì? Này kiểu tới ăn ủng hộ anh trai mới chứ. Ủa quán nhậu hỏi vô có ngọc kê không? Không có ngọc kê thôi vậy. À có thôi vậy. Không lấy hả? Không. Không lấy. Ai mà bảo kê được? Ai đâu, tụi tôi hiền khô à. Ra tự bảo vệ được mình. Không lấy tiền nha. À không có lấy gì đó. Đại ca. Bữa giờ em thấy mình thu tiền toàn tiền nhỏ không à. Có 100, 200 ngàn tháng rồi. Biết chừng nào mới khá. Mày có em tính ý bây giờ mình thu quán bar đi. Má anh thấy mấy thằng bảo vệ trong quán bar nó tính hơn mình. Nhưng mà nó chỉ lo vòng trong. Còn mình lo vòng ngoài. Mình có muỗng đồ để chơi đồ để cụ đầy đủ. Được. Nếu ấy thì cũng phải để anh nói chuyện với người ta. Hiểu không? Nghe ba lần. Rồi, qua liền, qua liền. Bên quán ba lần có người qua quậy. Vô lấy đồ, lấy muỗng rồi cho đại ca. Hai đứa đi trước đi, có gì lát nữa anh cả. Đi. Rồi, đi luôn, lát nữa anh đem đồ qua. Yeah. À, tới sớm vậy ta. Ba lần đâu rồi? Đâu? Đám nào quậy đâu? Dạ ơi. Gì vậy? Mấy này không? Ơi. Ơi. Anh thấy mày chém quá, chém rồi kia quán ba lạnh á. Mày biết thằng bự chém quá chém. Về nhà đi rồi một lát nữa anh qua anh tính chuyện của ông Thái. Chém dữ lắm á. Mày thua rồi. Giờ có ngồi đến sáng nữa còn không đến đâu con à. Sao? Muốn thử nó nữa không? Anh nghe là Thái, sao tối qua anh gọi mày không được Thái? Là chú nè. Chú Thái nè, anh Thái đâu, nó đâu rồi chú? Nó có sao không chú? Nó về nhà rồi.
nó bị gì mà về nhà chú? Nó đi đâu chú? À, nó làm bệnh viện nhưng mà chú sợ phiền phức cho nên là đưa nó về nhà luôn. À, để con qua. Thái, tay mày làm sao rồi Thái? Sao không qua anh Hồng Tây? Anh thấy đông quá, với lại anh không nghĩ là mày nhào ra, hiểu không? Anh không nghĩ là mày... Sao hôm qua anh không tới? Anh sợ. Mày nói mày giang hồ dữ lắm mà. Rồi mày sợ gì? Mày thấy mày ra cái gì không mà mày đặt dạy mấy đứa nhỏ làm giang hồ? Tụi nó chưa có đủ nhận thức, biết cái gì đúng, biết cái gì sai. Ngay từ đầu con biết con sai rồi, nhưng mà tại vì lúc mới giờ sớm á, sớm mình không có ai coi trọng con hết, ai cũng xem thường, rồi kể cả con nít cũng xem thường con nữa. Nên tự nhiên cái được có một lần hiểu lầm là bị vô tù, con về con kể chơi chơi thôi mà được mấy đứa nhỏ nó nể quá nên... Nó nể mày hay là nó sợ mày? Rồi mấy người lớn ở trong xóm á có coi trọng mày không? Hay họ chỉ coi mày giống như một thằng mới ra tù thôi? Mày tưởng làm giang hồ đơn giản lắm hả? Làm giang hồ là phải đánh đổi từ mạng sống bản thân mày, thậm chí cái quan trọng nhất là gia đình mày kìa. Mày nghĩ tới chuyện đó chưa? Con xin lỗi. Xin lỗi là xong hả? Mày nhìn cái hậu quả của mày để lại đi. Bây giờ con cũng biết sao nữa, tại vì con ngờ Thái nó liều mạng vậy, con xưng hùng xưng bá vậy thôi chứ con nghe quýnh lộn lậu, con sợ, con trốn nhà không à. Vậy là lỗi nó hay lỗi mày? Lỗi con. Lỗi con kích nó. Con cho nó thấy là làm giang hồ là hay, làm đại ca là sướng, lấy số lấy má là mọi người nãy. Anh xin lỗi Thái. Anh không muốn vậy. Anh xin lỗi là xong hả? Rồi. Mẹ ơi, bây giờ con biết hậu quả rồi. Nhưng mà hậu quả này nó lớn quá, con không biết khắc phục như thế nào. Nên khi mà con biết là khi mất một cánh tay kha Thái chịu nhiều vất vả. Rồi. Con để con nói làm sao mà Thái có thể đếm tròn đến thương số 10. Thái ơi, Thái ơi, khi nào em muốn đếm em gọi anh qua. Anh cho mày mượn hai bàn tay của anh luôn là đếm cho được đến 15 lần. Đừng có giận anh nghe Thái ơi. Rồi lúc bơi nữa, lúc bơi mày bơi không được, anh sẽ bơi anh cổng mày đi băng vào đại dương, băng vào mọi thứ luôn. Tha lỗi cho anh đi mà. Đừng có vậy mà. À, thôi được rồi. Nỗi nó con mà thấy cái gì hay muốn vỗ tay vỗ vô mình. Rồi. Rồi. Biết lỗi rồi đúng không? Con biết lỗi. Rồi biết lỗi là tốt. Bác cần con biết lỗi thôi. Được rồi. Yeah. Không gì. Bỏ qua đi. Dạ, con biết lỗi rồi. Nhưng mà con nói thiệt với chú luôn á. Là bây giờ nếu mà công ngại rồi đủ tiền tiến á, con đổi luôn, con kêu bác sĩ chặt cái tay này, thế vô tay con ấy luôn, con chấp nhận là kẻ một tay. Được mà, thì con mới nói á, giờ tiên tiến rồi. Tiên tiến đâu? Có. Không. Nó không được, nó không có xứng. Sao vậy? Nó bị của lệt á. Tay con trắng nè, có thẹo xấu xí nè, còn tay thấy da găm đen nè, đó, tay nó là gì nè. Đó, chơi dân gian bị người ta nói là bị chơi cái gì? Chơi ốc đá quay. Ốc đá quay 12 trong mặc áo trắng, mặc áo đen, cứ tùm lum la hết. Bây giờ người ta nói tụi con chơi dân gian, tự nhiên một mình Thái mà chơi vừa tay trắng vừa tay đen sao được, đúng không á? À, mày thấy đúng không? Xạo nè. Ủa cái mọc ra. Mọc cái con khỉ. Ủa, mốc. Giả hả? Cái này giả, ba em thử lòng anh đi coi anh phải giang hồ thiệt không ai vậy.
Nay về giác ngộ xạo. Trời ơi, anh nhẹ nhõm cả người anh thở phào luôn anh thấy. Thôi mai mốt không dám làm giang hồ, làm giang hồ mà có cái hậu quả vậy chắc anh ấy nấy suốt đời luôn anh thấy. Ừ, thầy tưởng làm giang hồ dễ lắm ha. Thôi, mà cái này giỡn không? Giỡn. Trời ơi, hai tao đầy đủ. Ba bài cho em hả? Ừ, ba bài. Trời ơi, giấu gì mà giấu dữ trời. Em đỡ á, ba em giấu một lần giấu 20 năm cho nên. Thiệt. Thiệt, thiệt, cục thiệt hả? Ừ, em cười được. Không xin lỗi. Thôi. Không lỡ giờ vô. Thôi, 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 không biết không có tội. Má tài hư thiệt. Thôi qua đi. Bà không? Cái này á, thật ra cũng không có tốt đẹp gì với chú đâu. Ừ, hồi đó té xe. Ba là giang hồ. Ngày xưa ba có biệt danh là Tiết Cục, còn có người gọi ba là Lee Min Ho nữa. Ba làm giang hồ chứ ba chưa từng tự hào về điều đó bao giờ. Tại vì ba cờ gian bạc lần, lừa thầy phản bạn nên mới thầy ra nông nổi như vậy. Làm giang hồ nó vừa mất thời gian, mất mạng sống, mà nặng nề nhất là mất cả người thân của mình nữa cả. Nên ba đã ẩn danh thoát khỏi giang hồ để nhắc nhở bản thân không quay lại con đường xấu xa đó. Ba đã treo một cái lời nhắc ở trong nhà mình. Ủa, ba nói gì con sống từ nhỏ đến lớn trong nhà có thấy cái lời nhắc nào đâu? Thì giờ thấy. Hả? Đâu? Nào? Liên quan gì? Hình gì? Rửa tay. Gác kiếm. Trời ơi. Cuối cùng cũng có người thấy rồi. Ê, xong cuộc đời tôi rồi. Không làm vậy anh chi ta? Không biết nha. Nó rất là khùng. Hồi nãy có một điểm rất ngầu. Ừ. Hết rồi. Ừ. Dạ, em cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành về Phương Pháp TV những năm qua. Chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và dồi dào sức khỏe. Vậy nha mọi người. Nhớ like và subscribe nha. Mình xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và bình an nha. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương và ủng hộ Phát TV tụi mình. Hy vọng là năm sau và nhiều năm sau nữa các bạn vẫn sẽ luôn yêu thương tụi mình như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thái phụ xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và sức khỏe thật là dồi dào nha. Mày sai với xã hội. Anh Vinh bảo vệ mày. Mày sai với anh Vinh. Mày mất hết. Học chúng tức quá lấy tiểu liên bành 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 b